đánh thức người đẹp ngủ trong rừng là cách mọi người thường nói về ngôi nhà Thái Công Villa ở thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà từng ngủ yên một thời gian dài, bỗng sống lại dưới bàn tay ảo thuật của nhà thiết kế Thái Công. Nét hoang sơ ngày nào nay được khoác vào lớp áo mới, vừa sang trọng vừa cổ kính, nhưng cũng không kém phần hiện đại. Căn nhà này được nhà thiết kế nội thất Thái Công tìm thấy trong một chuyến về thăm Việt Nam. Ngôi nhà có lối kiến trúc Pháp, được xây dựng từ năm 1920, đã bỏ hoang gần 30 năm nay. Khi lấy ngôi nhà về sửa chữa, nhà thiết kế không có chú ý thiết kế căn biệt thự theo kiểu níu giữ thời gian để rồi sắp đặt mọi thứ như viện bảo tàng của một giai đoạn lịch sử nào đấy, mà muốn ngôi nhà sẽ mang phong cách kiến trúc của những năm 1960-1970. Cái khu vực mình đang ngồi chỗ này á, là bình thường cái chỗ này là cái chỗ người ta để xe hồi đó, để xe gắn máy và để xe hơi đây. Thì là và những cái này là hồi đó là chỉ là cửa sổ thôi. Thì tôi mới đập xuống thành làm một cái cửa đi ra, thì thành là một cái không gian. Cái không gian này tên bên châu Âu người ta gọi là Winter Garden, là cái lồng kiến này á, là bình thường bên bển tại người ta lạnh á, người ta cái mùa đông nó rất là dài, thì người ta xây cái phòng kiến này để cho mặt trời nó vô, thì người ta trồng cây cỏ ở trong đây, để như là một cái vườn mà trong trong lồng kiến đó, thì tại nó trong đây nó ấm hơn. Còn bên Việt Nam mình thì tôi xây cái này không phải cho ấm hơn mà tôi xây để cho nó lạnh hơn, tại không có cái này mình ngồi ở ngoài không có được. Lấy cái nhà này thì thấy không, sẽ trộn lộn từ cái thời Pháp, thời Mỹ và cái thời hiện đại hôm nay thành một cái style. Có thể những cái vì đó, tại là mình là sống ở ở Đức là 32 năm rồi, thì là có thể là cũng có ảnh hưởng rất là nhiều Âu Châu. Thái Công rất là kinh nghiệm về về cái cuộc sống của Âu Châu và cái tục lệ của Âu Châu, nhưng mà trong cái máu của mình đó, cũng là còn cái máu Việt Nam. Nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công trở về Việt Nam vào năm 2012 sau 32 năm sinh sống và làm việc ở Đức. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang tại Hamburg, Thái Công đã gắn bó một thời gian dài với công việc stylist và nhiếp ảnh gia cho đến 8 năm trước để bước qua một bước ngoặt mới trong sự nghiệp, trở thành nhà thiết kế nội thất. Khi còn làm nhiếp ảnh gia và làm stylist cho các tạp chí thời trang, Thái Công có một phòng nhỏ trưng bày hình ảnh với phong cách rất mới, khi sắp đặt thêm vào đó những đồ vật với mục đích trang trí, tô điểm thêm cho nội dung của từng tấm hình. Mà sau đó người ta không có mua hình mà người ta muốn mua luôn cái ghế salon, cái bàn, cái đèn, cái tất cả cái tôi sắp nhìn, người ta muốn mua nguyên một bộ luôn, và thấy rất là đẹp. Thì cái ông kia ông lời ông mua nguyên một cái bộ đó, thì ông đem về nhà ông, thì ông nói về nhà ông thấy lúc mà để trong cái gara Thái Công rất là đẹp, nhưng mà ở nhà thì ông thấy nó không có hợp. Thì ổng kêu Thái Công về nhà ổng sắp cho ổng được không? Thì lúc đó cái mới tới nhà ổng thì ổng thấy ổng sắp lại thì rất là đẹp. Ổng nói thì ổng phải bỏ cái này, ổng phải thêm cái kia vô, xích qua xích lại. Thì ổng nói vậy Thái Công tiết kế nguyên cái nhà cho ổng đi, rồi sau đó tôi sẽ tiết kế nguyên một cái nhà cho ổng. Thì cái ông đó là cũng một cái chủ hotel ở bên Hamburg. Sau đó tôi tiết kế nguyên cái hotel cho ổng. Rồi xong rồi khách hàng sẽ kêu người này kêu làm nhà hàng, người kêu làm cái Thái Công Lounge, căn hộ, nhà biệt thự, villa. Từ đó bây giờ cái nghề này tôi làm cũng được 10 năm, mà cũng là vô tình thôi. Mở đầu, Thái Công Interior Design ra đời vào năm 2004. Ban đầu chỉ là chia sẻ với mọi người sở thích sưu tầm nội thất. Sau đó dần dần, anh tham gia vào các dự án thiết kế, trình bày lại không gian sống cho nhiều hộ gia đình tại Đức. Nhiều ngôi nhà qua bàn tay ảo thuật, Thái Công đã phù phép phòng khách, phòng ngủ thành một không gian nghệ thuật tràn đầy sức sống. Ở tuổi 42, Quách Thái Công, nhà thiết kế nội thất gốc Việt nổi danh tại thành phố cảng Hamburg, Đức, đã có trong tay danh sách những khách hàng thuộc giới chính khách thượng lưu tại Đức. Tất cả đều tìm đến với công ty thiết kế Thái Công Interior Design với mong muốn được bàn tay phù thủy của nhà thiết kế tài ba gốc châu Á
phù phép cho những căn nhà, dinh thự của họ trở nên độc đáo và ấn tượng hơn. Các thiết kế của Thái Công luôn luôn mang đậm dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, tùy vào từng vị khách, từng kiến trúc mà Thái Công sẽ kể thành một câu chuyện khác nhau, từ đó tìm ra những thiết kế phù hợp nhất. Chính những cá tính riêng biệt, thiết kế nội thất theo cốt truyện đã đưa Thái Công trở thành cái tên được lựa chọn cho những thiết kế nội thất công trình, ngôi nhà của người dân ở Đức. Thì là cái cốt truyện trong cái nhà mình là cái quan trọng nhất. Thì mỗi người có một cái quá khứ, một cái hiện tại. Thì là tất cả những cái mình vô cái nhà này thì là mình sẽ thấy là một người Thái Công rất là thích về sách nghệ thuật, thích ảnh, thích cái thời hiện đại hôm nay. Thì là mỗi cái khách hàng của Thái Công mà tôi thiết kế cho nhà người ta thì tôi phải biết tất cả cái cốt truyện người ta mới được. Hai điều để thiết kế cho nhà, một cái điều thứ nhất là cái nhà sanh năm ấy và cái nhà xây chỗ nào, và cái người thứ ba là cái người ở trong cái nhà này. Thì người ở trong cái nhà này là người nào? Ông cụ 80 tuổi hay là một cặp vợ chồng 30 tới 40 tuổi? Thì là trong cái nội thất ở trong chổng thì cũng phải hợp lý với cái người ở trong chổng. Không phải là mình vô đây không phải là thành một cái viện bảo tàng. Sau những thành công nhất định ở xứ người, Thái Công chăn trở nhiều hơn về ngành nội thất ở Việt Nam. Tâm trí của anh lúc ấy luôn mong muốn có dịp trở về, đóng góp phần nào đó công sức, sự sáng tạo của mình với quê hương. Bao nhiêu trăn trở ấy cứ hết đêm này sang đêm khác, cho đến một ngày khi anh có dịp trở về Việt Nam thăm gia đình. Từ đây, những dự định mới của anh trên mảnh đất quê hương dần dần được hiện thực hóa. Thì cái công bên Đức thì tôi làm thì nó cũng là ổn định rất là nhiều, và tôi có cũng nhiều nhân viên làm, có kiến trúc sư, tôi có cái showroom, có tiệm, rất là nhiều tiệm. Thì là bây giờ là tôi sẽ mở một cái công ty ở Việt Nam mình, và kiến trúc sư ở Việt Nam mình có thể là đối tác với kiến trúc sư ở bên Đức, và hai bên sẽ hợp nhau. Thì là bây giờ cái thời này thì mình có điện tử, có computer, có điện thoại, có email thì làm việc cũng dễ thôi. Thì là nhưng mà tôi phải đi qua đi lại cũng hơi thường một chút xíu. Từ cuối năm 2012 đến nay, Thái Công đã trở về Việt Nam mở rộng công việc kinh doanh với mong muốn được góp sức cho sự phát triển của ngành thiết kế nội thất tại quê nhà, nơi mà anh ra đi từ hơn 30 năm trước. Về Việt Nam, việc đầu tiên Thái Công làm là tìm mua một căn nhà để làm nơi chốn đi về, và cũng là để tiện cho việc mở văn phòng công ty thiết kế tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã mất vài tháng săn lùng để tìm một ngôi nhà ưng ý, và thêm 6 tháng tu sửa để đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng. Ngôi nhà hoàn thiện, phần nào hoàn thiện giấc mơ trở về của Thái Công. Mình người Việt Nam mình qua bên Pháp chơi cũng chán ha, đi hay là đi Tây Ban Nha. Có thể mình về Việt Nam mình có cái nhà ở Việt Nam, mình có cha mẹ mình về, anh em về thì ở nó cũng vui hơn. Thì bắt đầu từ đó, cách đây hơn 2 năm tôi tìm một cái nhà ở Việt Nam để làm thành một cái nhà nghỉ mát. Cái ý kiến đó mới đầu chỉ một cái ý kiến nhỏ thôi, tìm một cái nhà nhỏ thôi, mà sau đó vô tình được tìm được cái nhà này rất là thích thú. Sau đó tôi đem tất cả bàn ghế về đây và set up nguyên một cái nhà này thành một cái nhà nghỉ mát cho gia đình, cho bạn bè. Ngành thiết kế nội thất ở Việt Nam những năm gần đây thực sự rất phát triển. Nếu trước đây mọi người chỉ ý thức được vẻ đẹp bề ngoài ngôi nhà qua những kiến trúc cầu kỳ, thì ngày nay người dân mong muốn tìm cho mình một không gian sống với nội thất không chỉ tiện dụng mà còn phải hài hòa, đẹp mắt. Sự trở về của Thái Công với cái nhìn nghệ thuật luôn đến từ mọi nơi đã giúp nhiều nhà thiết kế trẻ hiểu hơn về bố cục nội thất quan trọng như thế nào đối với vẻ đẹp của một ngôi nhà. Nhiều ý tưởng của anh được các bạn sẽ chia đến nhiều ngôi nhà, căn biệt thự, chung cư đang đi tìm nét riêng cho mình. Bên cạnh đó, dù mới về nước,
Nhưng với danh tiếng của mình, Thái Công đã nhận không ít hợp đồng thiết kế nội thất ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hiện anh đang thực hiện một dự án thiết kế cho một căn hộ penthouse rộng hơn 500m² tại Thảo Điền, quận 2 và một nhà hàng tại Hà Nội với diện tích hơn 900m². Thì cái nghề thiết kế nội thất thì cái Việt Nam mình cũng chưa có nhiều. Thì bây giờ người ta cứ nghĩ là xây cái nhà ở ngoài nó đẹp thôi, còn ở trong thì mình tự đi mua bàn ghế được rồi. Mình đi ra tiệm mình mua cái ghế salon, mình qua bên kia mình sơn màu. Nhưng mà một cái thiết kế nội thất nó hơn cái đó nữa, không phải là lựa cái ghế salon không mà lựa cái màu không. Giống như nãy mình nói là thành kể thành một cái chuyện từ cái chi tiết. Mình tìm một cái người chuyên môn cho mình làm á, thì là mình chỉ nói là cái bệnh của mình thôi, giống như mình đi bác sĩ mình nói bữa nay là tôi bị đau chỗ này đau chỗ kia là tôi làm sao. Hay thì là bác sĩ sẽ hỏi ra và đi chữa bệnh cái chỗ đó. Thì cái nghề thiết kế nội thất cũng vậy. Trong cái quá trình làm việc chung với anh Thái Công á, thì Cường đã học hỏi được rất nhiều từ phong cách sống, từ cách làm việc và từ chính con người của anh Thái Công nữa. Khi mà anh Thái Công trở về Việt Nam thì ảnh giống như một luồng gió mới trong lĩnh vực thiết kế nội thất, mang rất là nhiều cái nét văn hóa cả châu Âu lẫn châu Á từ chính con người của ảnh mang đến trong mỗi tác phẩm ảnh tạo ra cho từng khách hàng của mình. Sự trở về của nhà thiết kế nội thất Thái Công không chỉ giành được sự quan tâm của các đồng nghiệp mà còn giành được sự quan tâm của rất nhiều anh chị em yêu nghệ thuật. Mọi người cảm nhận qua các bản thiết kế nội thất của anh là những tác phẩm dạt dào cảm xúc. Những sản phẩm của Thái Công từ khi trở về Việt Nam không chỉ giữ chất Tây Âu mà còn pha trộn giữa nét hiện đại phương Tây với nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, phù hợp với lối sống và văn hóa nơi anh đang sinh sống. Những tác phẩm của anh được yêu thích đến mức ngay khi còn nằm trên bản vẽ đã được khách hàng săn tìm đặt mua. Nhiều tạp chí, cơ quan truyền thông còn liên hệ riêng với Thái Công để cùng lên ý tưởng giới thiệu sản phẩm như một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Thì là tôi thích rất là Việt Nam ở đây, tại vì người Việt Nam mình rất là mở mang và người ta rất là rộng rãi và làm việc người ta cũng rất là dễ dàng, người ta quyết định rất là nhanh và người ta tin tưởng tôi rất là nhiều. Thì công ty mình là bắt đầu thì ở Việt Nam mình là tất cả là tư vấn và thiết kế về nội thất. Cái thứ hai là bán đồ nội thất trong nhà, từ tất cả hết, từ cái chén, cái bát, cái vải, ghế salon, tất cả trong nhà cần hết. Thì những cái đó thì là tôi sẽ nhập về. Còn cái phần thứ ba nữa là tôi sẽ thiết kế đồ nội thất có thể sản xuất ở Việt Nam. Và cái đó, những cái đồ đó thì rồi tôi sẽ xuất khẩu qua bên chỗ. Ra mà nói thì tôi biết Thái Công qua báo chí ở nước ngoài và tôi cũng đã xem qua những cái thiết kế của ảnh, thì sự thật mà nói là tôi cũng rất ấn tượng. Đây là cũng là một cái trường phái thiết kế cổ điển mà cũng có một chút cách tân, thì anh ta đã thể hiện cái tinh thần đó ở Đức rất là tốt, và nhìn chung thì thấy là đa phần là người dân ở đó người ta rất là thích thú trước cái ý kiến của ảnh, cái ý tưởng của ảnh. Và lần này anh về Việt Nam thì cũng tình cờ chúng tôi gặp nhau thôi, thì cũng cùng trong một ngành nghề, thì tôi đánh giá rất cao về khả năng của anh. Thì vừa rồi anh cũng có một vài cái dự án tôi cũng có xem qua, thì thấy là cái ý tưởng của anh rất là đẹp. Nói chung là tôi rất là hứng thú trong công việc của anh. Về Việt Nam sống và làm việc đã gần một năm nay, Thái Công dần thông thạo nhiều đường phố ở Sài Gòn, biết nhiều địa điểm lý tưởng để đến tham quan tìm hiểu. Anh cũng có rất nhiều người bạn đến thăm vào mỗi tối cuối tuần. Họ cùng anh chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, chia sẻ những món ăn Việt Nam và cả những cảm nhận về cuộc sống hàng ngày trôi qua. Những người bạn của anh làm nhiều ngành nghề khác nhau, đầu bếp, doanh nhân, nhà báo, nhưng đều cùng chung một tình yêu nghệ thuật như anh. Mỗi lần gặp gỡ, họ lại cho anh nhiều ý tưởng sáng tác, nhiều lời góp ý chân thành về các tác phẩm mà anh sắp cho ra đời. Nhờ họ, nhờ những người bạn cùng chung một tình yêu đã giúp anh hoàn thiện bản thân, hoàn thiện những thiết kế của mình theo chiều hướng tốt hơn.
Ở đây thì Thái Công được cái công ty Moët & Hennessy mời Thái Công làm đại sứ cho người ta, thì Thái Công cũng hợp đồng chung và để tổ chức chung ở đây thành một cái trung tâm văn hóa để chia sẻ. Thì là sắp tới thì Thái Công đang định làm một cái home concert của Hennessy và Thái Công tổ chức ở đây, có nghĩa là một cái tòa nhạc về nhà mình và làm như một cái classic music ở ngoài vườn, và mời khoảng 50 khách tới dự. Người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật hay là lĩnh vực kinh doanh nói chung ở Việt Nam ấy cần để ý hơn ấy, nhưng mà tôi cảm thấy rằng cái sự văn minh lịch sự và những cái ý tưởng sáng tạo được thể hiện ra một cách nhẹ nhàng, đơn giản, sáng sủa là cái mà giới làm nghệ thuật cũng như là giới kinh doanh ở Việt Nam hiện nay đang cần. Và cái đó thu hút cá nhân tôi trước đã, còn tôi không biết những người khác như thế nào. Rất rất là mong thì cái thiết kế mà tôi đem về bên châu Âu về đó thì người ta sẽ thích, và có thể người ta làm ở Việt Nam mình thì mỗi cái project mà tôi làm thì là tôi sẽ mở đi một đường mới nữa. Thì Thái Công không bao giờ mà lặp lại hết. Thái Công làm một cái project thì lúc nào cũng sẽ mới, bởi vì có thể mình ở Việt Nam mình nhờ cái không khí Á Châu mình nó đưa mình một cái ý kiến bên Á Châu nhiều hơn. Ngày nay, nghề thiết kế nội thất ở Việt Nam đã có nhiều quan niệm ngành nghề thay đổi, nhiều showroom ra đời, nhưng nó vẫn chỉ phần nào đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của một bộ phận người có tiền. Đối với anh, ngành thiết kế nội thất ở Việt Nam giống như câu chuyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng. Vì thế, với quyết định trở về của mình, Thái Công mong muốn sẽ cùng các anh chị em đồng nghiệp khác thay đổi cái nhìn của tất cả mọi người, đánh thức người đẹp đang ngủ quên trong rừng để nghệ thuật sẽ lan tỏa đến mọi ngôi nhà. Thì cái mong muốn tôi sẽ muốn ở Việt Nam mình một năm dài lâu hơn, tại vì tôi rất là thích cái không khí ở đây, cái thời tiết, cái những cái món ăn rất là gần gũi mình, nhưng mà ở bên châu Âu không có. Thì tôi muốn ở Việt Nam mình thời gian nó càng dài, và cái mong muốn tôi thì là cái tài năng tôi sẽ giúp đỡ Việt Nam mình được. Biết rằng thay đổi một thói quen, một cảm nhìn là điều vô cùng khó khăn, nhưng với những hiểu biết mà nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công đã tích lũy được suốt 32 năm ở Đức, châu Âu, anh hy vọng mình sẽ làm được nhiều việc có ích cho ngành thiết kế nội thất và cho quê hương Việt Nam. Cái quyển sách Thái Công My Plan thì Thái Công sản xuất cách đây hơn 10 năm. Lúc đó Thái Công còn làm fashion photograph, và lúc đó thì mình đặt câu hỏi là tại sao trong cái thời trang lúc nào cũng thấy người mẫu tuổi trẻ mà chưa không bao giờ thấy người già, và mình đặt câu hỏi là cái sắc đẹp nó từ cái bề ngoài hay là từ cái bề trong, và mình đặt câu hỏi là bao nhiêu thật sự có trong một tấm hình. Nhiều khi mình tìm một cái sắc đẹp mà chỉ có trong hình có thôi, nhưng mà sự thật thì không có. Thái Công mới đem một cái thí nghiệm ra và đem ba mẹ Thái Công ra và chụp hình 30 kiểu và trang điểm theo 30 hiệu thời trang của thế giới này, từ hiệu Louis Vuitton, Gucci, Versace, tất cả hết. Người ta rất là tài trợ những cái buổi chụp hình này. Thì cái tác phẩm này ra đời là lúc mình cũng rất là ngạc nhiên, tại vì rất biết bao nhiêu tờ báo đã nói về cái quyển sách này, và Thái Công được thưởng rất là nhiều vải ở bên ngoại quốc. Bên Mỹ đặt cái giải Infinity Award cho Thái Công với quyển sách này. Thì là cuối cùng Thái Công được là cái giải lớn nhất cho Thái Công là làm việc chung với ba mẹ 2 năm
đi vòng quanh thế giới để chụp hình thì làm được một cái kỷ niệm, cái quyển sách này là thực sự cái đó là cái giải cao nhất cho mình, và một cái quà tặng cho ba má rất là hay, tại vì không có người già nào mà thích những cái vật chất hơn mà cái người tình yêu của con của mình bỏ ra thời gian và chụp ảnh và làm thành một quyển sách. Thì thấy không, mừng là ai cũng thấy cái quyển sách này rất là thích.